Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh Ồ Ngon Thật. Hôm nay, clip này mình sẽ quay ở đèo Bảo Lộc bằng flycam trong một cái chuyến đi về Đà Lạt. Nói đến cung đường đèo Bảo Lộc thì đây là một cái cung đường khá là thú vị nằm trên quốc lộ 20. Đây là con đèo thứ hai mà các bạn phải vượt qua khi mà đến với thành phố Đà Lạt. Đối với tất cả những bạn nào đã từng đi Đà Lạt hoặc là những bạn ở trong Nam, khi mà đi trên cung đường đèo này á, thì chúng ta đa phần là đi bằng xe ô tô và sẽ không có thấy được cái khung cảnh ngoại mục, những cái cung đường đèo cực kỳ đẹp ở nơi đây. Hoặc là nếu mà chúng ta có đi xe máy nữa thì cái khung cảnh ở trong cái tầm nhìn á, nó sẽ không có bao quát. Ngày hôm nay trong cái chuyến đi này mình sẽ bay bằng flycam. Đây là một cái thiết bị bay, nó sẽ cho các bạn thấy được toàn cảnh của cung đường đèo này ở trên cao, những cái khúc cua uốn lượn quanh co, có cả đoạn cái clip săn mây cực kỳ đỉnh và cực kỳ đẹp luôn. Clip săn mây này mình rất là thích, mình cảm thấy rất là thú vị và mình quyết định khoe cho tất cả mọi người. Đèo Bảo Lộc là một cái cung đèo nằm trên quốc lộ 20, được xây dựng từ năm 1973. Cung đường đèo này dài khoảng 10 km và có khoảng 108 khúc cua. Đèo Bảo Lộc nằm trên thung lũng Đạ Hoi và cao nguyên Chi Linh. Qua clip này, chúng ta thấy cái cung đường đèo uốn lượn quanh co cực kỳ là nguy hiểm. Những cái luồng mây á, hiện tại thì flycam của mình đang bay ở độ cao khoảng hơn 300m. Hơn 300m là đã có mây rồi, tại vì cái mùa này là mùa tháng 8 các bạn. Tháng 8 thì ở Lâm Đồng có rất là nhiều mưa. Thì sau những cái cơn mưa thì nó sẽ tạo ra những cái chùm mây. Và khi mà chúng ta ở một độ cao nhất định thì chúng ta sẽ săn được những chùm mây này. Đây quả là một trong những cái chùm mây mà rất là thú vị. Chúng ta đang có cái cảm giác giống như là đang bay ở trong mây á. Flycam mình đang bay ở trong mây luôn mọi người. Và mình có cảm giác chúng là đang bay xuyên qua mây, giống như là chúng ta đang xem trong những cái bộ phim mà Tôn Ngộ Không Tây Du Ký ngày xưa á, Tờ Thiên bay xuyên qua những cái lùm mây mờ mờ ảo ảo, rất là tuyệt vời. Một cái khung cảnh phải nói là cực kỳ lý thú luôn mọi người. Quá là tuyệt vời. Chúng ta có thấy ở cái con đường xa tít ở phía dưới không? Đó, và flycam sẽ né ra cho các bạn bay xuyên qua cái lùm mây này, rất là thú vị. Đây là một trong những cái clip mà khi mà quay về xong á, mình nhìn lại mình cảm thấy rất là thích, cảm thấy rất là ý nghĩa trong cái chuyến đi này. Tại vì sao các bạn? Thường á, thì mình sẽ đi vào những cái mùa gọi là kia là mùa bình thường rồi, những cái mùa mà nắng á, thì ở đâu nó cũng vậy rồi. Đặc biệt thì vào những cái mùa như là từ tháng 7, tháng 8 cho đến tháng 11 hàng năm á, thì chúng ta có thể là săn mây, chúng ta đi Đà Lạt. Và cái việc mà mây như thế này á, rất là ít, rất là hiếm. Đôi khi có những cái trận mưa hay là những cái ngày nào đó thì mây nó mới tụ như thế này thôi. Chứ còn thật ra chúng ta lâu lâu đi mà để gặp những cái trận mây như thế này, phải nói đối với mình thì rất là thích thú. Còn đối với những bạn mà ở Lâm Đồng, ở Bảo Lộc hay Đà Lạt thì cái điều đó là điều đương nhiên rồi. Ngày hôm nay các bạn không thấy thì ngày mai các bạn thấy, ngày mai các bạn không thấy thì cuối tuần. Còn những cái bạn mà như mình này ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh thành khác á, lâu lâu mới đi du lịch một lần, thì chỉ trông cho cái đợt đó mình đi mình thấy được những quả săn mây như thế này thôi. Cho nên đợt này khi mà săn mây xong á, mình về mình thấy rất là thích và cảm thấy rất là vui. Clip này thật sự là rất là thú vị mọi người, cái quả săn mây này rất là đẹp luôn. Hy vọng qua clip này mọi người sẽ ủng hộ thêm cho kênh Ồ Ngon Thật. Nếu mà thấy hay thì nhấn like và subscribe để mà theo dõi kênh và cũng như theo dõi những clip sắp tới nha. Rồi, xin chào, bye bye.